Chào mừng quý vị cùng các bạn đến với chương trình ảo thuật Lấy Kiệt để góp phần nào đó bớt phần tẻ nhạt trong quá trình ảo thuật và để tăng thêm sự phong phú lựa chọn cho toàn thể quý vị quan tâm theo dõi chương trình. Hôm nay, chương trình ảo thuật Lấy Kiệt xin lồng ghép chương trình đọc thơ tình yêu đôi đôi trên nền ảo thuật rất là đặc sắc để giúp quý vị giải trí xả chết sau những giờ làm việc mệt nhọc. Để quý vị khỏi chờ lâu, xin mời quý vị vào cùng thưởng thức chương trình đặc biệt này nhé. Mở đầu chương trình đó là bài thơ Tự Ti, tác giả Lấy Kiệt, sáng tác ngày 10 tháng 10 năm 2018. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Khi xưa anh đến nhà em, dầu rào bông bụp ngân sân với đường, cúc vàng sắc thắm sân vườn, bướm ong vờn lượn vây quanh cúc vàng. Bên đường anh đứng ngỡ ngàng, cổng rào em khóa anh vào được đâu. Làm sao anh biết làm sao để vào vung sới cúc vàng nhà em. Cổng rào khép chặt thế thôi, tại anh đến trễ lỗi nào tại em. Em không tham phú phụ bần, nhưng anh xấu lắm lại còn nhỏ con. Em nào trọng mã đẹp trai, anh thì nghèo khó lại còn trắng tay. Giàu sang không phải sớm chiều, biết là như vậy nhiều điều anh lo. Mãi lo anh mới tự ti, biết rằng cổng mở nhưng không đẩy vào. Bây giờ cúc đã theo đào, sân vườn trống vắng lòng buồn mông lung. Tiếc thay khi ấy ngập ngừng, để giờ thổn thức nghìn trùng như ai. Bây giờ cúc đã theo đào, sân vườn trống vắng lòng buồn mông lung. Tiếc thay khi ấy ngập ngừng, để giờ thổn thức nghìn trùng nhớ thương. Tiếp nối chương trình đó là bài thơ Tình Gió Và Cây, tác giả Lê Kiệt, sáng tác ngày 3 tháng 12 năm 2019. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hàng cây đứng lặng như chờ ai hỡi, sừng sừng vươn cao bạn với trăng sao. Đêm về lặng gió trăng nằm cành liều, muôn vì tinh tú tỏa sáng cùng vui. Cây vẫn buồn nhớ đợi chờ ai đến, như nàng thiếu phụ hoa đã vòng phu. Để mây hờn trăng sao thêm buồn tuổi, hỏi rằng cây cây mãi đợi chờ ai. Cây thì thầm, cây chỉ đợi gió thôi,
rồi gió đến mơn man cây bẹn làng, khép nép thẹn thùng như chớm vào yên. Sợ gió thoảng qua mau rồi mãi đời, cành lá reo vui như đón như mời. Gió đến đêm mây tình cây thêm đẹp, gợi nước mưa về tâm gọi cho cây. Tình gió và cây tha thiết đậm đà, có lúc gió đến bên cây nhẹ nhẹ cũng đủ làm sao xuyến cõi lòng cây. Đôi lúc gió đến ào ào như bão dữ, cây vẫn đương đầu bão táp mưa xa. Mặc cho thân thể cành liễu rã rời, một lòng chung thủy xua dần bão tố, ngăn không cho gió ngược lối xây đường. Cây chỉ mong gió là cơn gió thoảng, để tình gió và cây du dương mãi, mãi mãi muôn đời cây gió bên nhau. Cây chỉ mong gió là cơn gió thoảng, để tình gió và cây du dương mãi, mãi mãi muôn đời cây gió bên nhau. Tiếp nối chương trình đó là bài thơ Đừng giận anh nhé em, tác giả Lê Kiệt, sáng tác ngày 15 tháng 11 năm 2018 do chính tác giả thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hôm nay em lại giận anh, chỉ vì anh chậm trả lời tin em. Em ơi chớ vội giận hờn, tại mạng Facebook nhà anh đứt rồi. Đứt do mưa sấm liên hồi, bởi gió sét đánh vang rền trời xanh. Rờ le lưới điện bật nhanh, cả vùng mất điện wifi chẳng còn. Vậy mà em chẳng tin anh, nói anh mê mải lang thang trang nào. Làm sao anh biết làm sao, nếu em mãi giận lòng nào anh nao. Thôi thì lên tầng non xanh, để nhờ muôn thu thay nhau làm trò. Đêm về nhắn chị Hằng Nga, vén mây thắp sáng sao trời lung linh. Ngày thì nắng ngắm sương mai, gió ơi lai khẽ cành mai sân vườn. Cúc vàng rẽ lối nhường đường, anh dìu em bước trên đường như xưa. Nếu em chẳng thuận chiều ưng, thì anh xuống biển tìm nàng tiên ngư. Cho anh mọi thứ em cần, đem về anh tặng em ngay làm quà. Xong rồi anh đến tận nhà, trao em tình thâm nụ hôn đầu đời. Xong rồi anh đến tận nhà, trao em tình thâm nụ hôn đầu đời. Tiếp nối chương trình đó là bài thơ Yêu thì phải tin nhau, tác giả Lê Kiệt,
sáng tác ngày 16 tháng 8 năm 2017 do chính tác giả thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đào ơi, Mận rất yêu đào, cớ sao đào lại cúi chào chàng Lê? Đào nào có thích chàng Lê, cớ sao Mận giận ghép Lê cùng đào? Gặp Lê đào chỉ cúi chào, lịch sử giao tiếp lẽ nào Mận quên? Đào thời chỉ thích Mận ngang, Mận chớ đem lòng mà ghen Lê đào. Bao chừ sống dậy ba đào, núi non sang phần lấp trào biển khơi. Thì đào tính mới lặng lơ, yêu Lê thích Mận si mê nhiều người. Đào thời tỏ rõ vậy thôi, nếu Mận không hiểu thì thôi xin chào. Yêu nhau đâu phải vây rào, ra vào cấm đoán khác nào tù nhân. Yêu nhau mà chẳng tin nhau, thì xin đủ chuyện cãi nhau suốt đời. Lấy gì hạnh phúc ai ơi, lấy chi phát triển cho đời thành thơi. Nói sao Mận mới hiểu đào, yêu nhau thì phải tin nhau thật lòng. Yêu nhau mà chẳng tin nhau, thì xin đủ chuyện cãi nhau suốt đời. Lấy gì hạnh phúc ai ơi, lấy chi phát triển cho đời thành thơi. Nói sao Mận mới hiểu đào, yêu nhau thì phải tin nhau thật lòng. Tiếp nối chương trình, đó là bài thơ Nỗi buồn man mác, tác giả Lê Kiệt, sáng tác ngày 21 tháng 12 năm 2018, cũng do chính tác giả thể hiện. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Thành phố hoàng hôn chiều nay sao buồn quá, một nỗi buồn như len lỏi tận tim tôi. Mắt bọc giọt cay sao lệ chẳng tuôn trào, tôi muốn khóc nở như người thiếu phụ mới bước vào yêu. Sao cuộc tình trắc trở mộng mơ nhiều, sao tình sớm vội ly tan. Người về bến mới để tôi hoài mong đợi, để tôi buồn tôi ngắm mãi lá vàng rơi. Mùa thu dẫu buồn nhưng rồi đông vẫn đến, xuân đến hè đi nhưng lòng tôi vẫn lặng. Nỗi cô đơn buồn choáng ngợp cả hồn tôi. Dẫu biết rằng tôi đã qua thời tuổi trẻ, ai cầm yêu đâu mà tôi mãi u hoài. Biết là như thế sao lòng hổn thức, tôi khóc cho tôi sao duyên số bè bàn. Trách ai kia sao nợ quá vội vô tình, để chiều nay cô đơn về trên phố vắng. Lòng giận lòng tôi sống cùng bởi vì con, đã mấy mươi mùa xuân về trên lối cũ, tôi miệt mài làm đủ bạn với thời gian. Để hôm nay kinh tế vững chắc dư bền, con cái lớn khôn trưởng thành trong cuộc sống. Nhưng sao bỗng chiều nay lòng tôi man mác,
một nỗi buồn cô quạnh của buổi hoàng hôn. Sao nó trỗi dậy làm lòng tôi bừng gợn sóng, là lẽ thường tình nhân thế gian thôi. Phàm người mấy ai mà không buồn không khóc, mong chiều nay có ai cùng đôi song bước. Trong nắng chiều gió nhẹ nhẹ thoảng hương qua, để xoa dịu những chuỗi ngày từng cô quạnh, rồi sẽ thì thầm bên tai và hỏi nhỏ: hãy yêu nhau nhé, dẫu tình yêu đến muộn, tôi bằng lòng hai ai đó mãi hoài mong. Ai ơi chớ đợi chớ chờ ai hỡi, tôi chỉ buồn toan thoảng mang mát buổi chiều thu. Rồi sẽ thì thầm bên tai và hỏi nhỏ: hãy yêu nhau nhé, dẫu tình yêu đến muộn, tôi bằng lòng hai ai đó mãi hoài mong. Ai ơi chớ đợi chớ chờ chi ai hỡi, tôi chỉ buồn mang mát buổi chiều thu. Tiếp nối chương trình, đó là bài thơ Yêu ai yêu chỉ một người, tác giả Lê Kiệt, sáng tác ngày 23 tháng 11 năm 2018, cũng do chính tác giả thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thế gian hơn 9 tỷ người, sao anh lại chọn em người để yêu? Khi yêu ta mãi miết yêu, thế gian cộng lại sao yêu bằng mình? Tình yêu là lẽ thường tình, khi yêu chỉ biết người mình đang yêu. Khi yêu chỉ biết là yêu, dù xấu dù đẹp đều yêu chẳng màng. Khi yêu chỉ biết là yêu, trắng đen mập ốm lùn cao mặt tình. Khi yêu chỉ có riêng mình, dù xấu dù tốt chúng mình sẽ chia. Đã yêu chẳng quản gần xa, ba đèo bảy núi đường xa quá gần. Đã yêu chẳng sợ cách ngăn, năm châu bốn biển ngân hà gần bên. Đã yêu tất cả vì nhau, vén mây gọi gió hải sao trao tình. Hằng Nga ở tận cung đình, đẹp sao sánh được bằng nàng anh yêu. Thế gian muôn vẻ đáng yêu, thế sao tôi chỉ mến yêu một người? Yêu ai yêu chỉ một người, tình yêu không thể nhiều người sẽ chia. Yêu ai yêu chỉ một người, tình yêu là thế biết làm sao hơn. Yêu ai yêu chỉ một người, tình yêu là thế biết làm sao hơn. Chương trình đến đây xin phép tạm dừng. Xin gửi lời chân thành cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi, chia sẻ và đăng ký xem chương trình. Và chương trình cùng không có gì hơn, xin kính chúc quý vị lời chúc sức khỏe, thành đạt, may mắn, vạn sự như ý, tỷ sự đạt thành tốt đẹp nhất như mơ và làm ăn phát tài. Các bạn thích thì hãy like mà chia sẻ và đăng ký xem chương trình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.